Sửa một số chi tiết nhỏ nữa là coi như xong hết toàn bộ, mọi thứ coi như đã sẵn sàng chuẩn bị hạ thủy thử tốc độ nha cả nhà. Bây giờ xong hết để qua khoảng phần bụng phần lượng hết rồi, mũi thì cũng còn chỉnh sửa một chút nữa là coi như xong hết rồi cả nhà. Quá đẹp ha, phần trang trí bên đầu ghe cũng xong hết rồi, đó, quá đẹp luôn. Với cái phần còn cái quan cổ như này chút nữa, cái này còn cắt bông thêm chút nữa là coi như xong rồi, chiều nay là xong hết. Quá đẹp ha cả nhà ha, xa cùng ngô quật nó đồ ca. Còn thông TV của tham trang chung là hồn dân Tesla rồi to là mặt nè. Giờ đã xong hết cái phần qua văn mụn cả nhà. Đại dụng thơm TV cố gắng quay cho cả nhà mình xem cho hết cái phần chi tiết. Chuẩn bị vào ngày thứ bảy mùng năm hạ thủy. Hạ thủy là đem đi xúc chặn luôn. Để chuẩn bị thử tốc độ. Quả văn này là không có trùng hàng với các ghe nào luôn đó cả nhà. Bài chơi một nô đột can mình cho lộn cho mọi nên tuột na nè nè nó nồng sọc với cả áo sọc. Ở phần đuôi thì có chữ Phú Tâm Buồn Thơm luôn cả nhà ha. Chữ phần sau, phần trước thì Pano Roca. Năm nay thì thay đổi một số chi tiết như Phú Tâm Dụng Thơm luôn. Đây phần đuôi cái như là hoàn thành hết rồi.
cũng trang trí hai cái phần sau này gọi hết trơn này cái nhà lái đó. Ở đó hay nó xây nó còn mình tội mình đây không nằm như đâu cội thì mình là phúc tâm quận thơm quá đẹp thôi nha sạch người đã hoàn thiện 100% còn một số chi tiết như nghệ nhân đang quẹ chỉnh sửa một chút ở phần đầu nó tóc tay nó thằng một tích tiếp thôi thôi. Quá đẹp không nhìn tương nó thèm phục như sát muốn đi giao hàng hoài đó nằm lên là nó đồn tích là thằng say cỏ thế đồ chạy men đặt nem phun sọc rồi chờ phụt tâm phụt thơm thằng một cái đặt nem quất no đồ ca nó không hỏi nó đặt phụt tâm phụt thơm rồi lâu thời ơi bên đây nó bị hơi chá nắng rồi nha, quá vip luôn, chỉ còn là ngày hạ thủy nó coi như là xong, hoàn thiện toàn bộ. Em bột nó rụt ra sớm nè bụp á rồi dạ chấm nó xôi tích bếch nằm đây bụp nó tích lọ à, quá đẹp rồi ha, xong hết rồi ha, còn một chút phần cổ nữa coi như là whip rồi. Cũng thơm tôi đi chào cả nhà, chúc nhà buổi chiều vui vẻ của bình an, cả nhà đừng quên nhớ đăng ký ủng hộ để theo dõi tiếp phần còn lại. Chính thấy con thơm tôi đi xôm một ăn đồ tâm đi cả xôm chun bộ đồng hồ lên về xuyên sóc sợi một con ngọc nè bạn xôm họ quân